Cuối cùng mình cũng đã tìm được nó rồi các bạn ạ, chiếc điện thoại Queen F21 Pro, chiếc điện thoại mà chúng ta phải chơi PUBG Mobile, chơi Genshin Impact trên này. Đấy, chắc chơi người rồi không? Và hôm nay chúng ta cùng làm một video trên tay mở hộp sản phẩm Queen F21 Pro, một mẫu máy mình cực kỳ là ấn tượng này nhá. Bắt đầu rồi anh em ơi. Và đây chính là siêu phẩm của chúng ta, Queen F21 Pro, một chiếc máy mà mình đã phải cất công tìm kiếm rất lâu mới mua được. Và tất nhiên giá của Việt Nam này là không rẻ, khoảng tầm 2 triệu rưỡi các bạn nhá. Đấy, đây, sản phẩm của chúng ta đây. Tất nhiên là mình cũng đã bóc siêu màn hình rồi. Và bên trong nó sẽ có gì? Bạn sẽ có một quầy đọc SIM và một sợi cáp ở đây. Cái sợi cáp này thì mình đã tháo ra rồi, thì nhìn nó như này, còn không nó sẽ có một cái siêu giấy bên ngoài nữa. Nhưng về cơ bản là vậy, hộp nó cũng chẳng có gì đâu, không sạc hay là cái gì cả. Bạn sẽ chỉ có một quầy đọc SIM cũng như là một cái sợi dây cáp hết. Nhưng quan trọng nhất, đây chính là sản phẩm mình cực kỳ ưng. Các bạn sẽ có thêm một cái ốp cao su bên ngoài nữa nhá, cũng như là mình phải chọc SIM ra vào. Đấy, các bạn sẽ có thêm là khay thẻ nhớ cũng như là khay SIM bình thường. Bây giờ mình sẽ bóc siêu này. Ui, phê các bạn ạ. Mặc dù mình đã bóc rồi nhưng mình bóc lại nữa vẫn thấy phê. Đấy, đây chính là em máy Queen F21 Pro của mình. Về cơ bản em này ban đầu nếu bạn mua về nó sẽ là giao diện tiếng Trung Quốc nhá. Tuy nhiên chúng ta đặt lại đó chính là giao diện tiếng Anh. Và cái giao diện này thì mình thấy là tương đối giống cái giao diện của Android, tuy nhiên là bản Go nhá các bạn nhá. Thì nó sẽ tương đối đơn giản. Nhưng dù sao ở đây chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều tính năng hay và thú vị, bạn thấy không? Nó sẽ như giao diện Android bình thường luôn. Các bạn sẽ có những phần như kiểu là connect này, sau đó application này, notify này, battery, display các thứ vân vân. Đấy, cơ bản giao diện em này rất là nhẹ nhàng thôi. Và chúng ta sẽ chỉ có hai ngôn ngữ ở đây, đó chính là tiếng Anh và tiếng đấy, tiếng Anh và tiếng Trung nhá các bạn nhá. Các bạn sẽ không có nhiều ngôn ngữ đâu. Ok, giới thiệu sơ qua là vậy. Vậy thì chúng ta sẽ làm những cái gì với cái máy này? Đầu tiên các bạn thể nghe gọi, và quan trọng hơn các bạn sẽ có thể điều chỉnh thiết bị đây. Mình thì kết nối này để điều khiển cái điều hòa nhà mình. Đấy, điều khiển bằng cái này khá hay và thú vị. Tuy nhiên các bạn sẽ hơi tốn công để mò một tí, nhưng dù sao nó vẫn có thể thay thế những điều khiển bình thường trong nhà. Hoặc các bạn có thể dùng để làm trình duyệt này, chúng ta theo dõi thời tiết, hay là bạn để tra cứu những thông tin vân vân. Ở bên Trung Quốc ấy, thì cái mẫu máy này là một cái sản phẩm mình thấy rằng nó tương đối là đơn giản dành cho những bạn học sinh sinh viên, bởi vì nó cái app rất là khó luôn vậy ạ. Cái màn hình này thì mình không nhớ chính xác bao nhiêu, khoảng tầm 2 đến 3 inch đấy, 2 mấy inch mình không nhớ chính xác. Đấy, chúng ta sẽ xem thông tin chi tiết đấy nhá. Cụ thể thì mình cũng đã cài được một số app đây rồi. Cụ thể màn hình ở đây chúng ta sẽ là 480x640, nó cũng không ghi rõ là bao nhiêu inch được các bạn ạ. Tất nhiên màn hình này sẽ màn hình 6 mét nhá. Và cái em máy này sẽ làm mình nhớ đến những cái máy Nokia ngày xưa. Còn bạn nào mà đã dùng qua rồi ấy, thì chúng ta sẽ nhớ đến những cái mẫu máy Queen, Queen 1S hay là mấy em đời cũ ngày xưa ấy, thì nó cũng sẽ hào như vậy. Những em này mình thấy rằng nó chất chơi người rơi hơn. Và mình cũng đã cài được những app đây, ví dụ Facebook này, PUBG Mobile, YouTube luôn. Cái này mình đã cài thử YouTube nhưng không được, mình bắt buộc phải cài cái này các bạn. Buồn một tí, chúng ta vẫn có thể lướt Facebook đây các bạn nhá. Đấy, chất chơi ạ, buồn, đỉnh cao vậy, đỉnh cao không ạ. Nhưng mà mình cũng không nhận một điều, đặc biệt là lót story hơi lâu. Đấy, thành ra mãi không hiện ra mấy story. Mặc dù các bạn vẫn có thể xem được nha. Đấy, các bạn thấy không? Rất lâu luôn. Và đồng thời nó cũng sẽ cắt lẹ hai phần trên và dưới cho bạn. Còn lại thì chúng ta lướt Facebook một cách bình thường thôi các bạn nhá. Chỉ là cái giao diện nó hơi bé mà thôi. Mình cũng đã up những bài chia sẻ lên phần studio để các bạn xem rồi đấy. À, thêm một điều thú vị nữa, đó chính là chúng ta sẽ có camera selfie ở đây các bạn nhá. Selfie ở đây luôn, thay vì ở trên, ở dưới. Chúng ta có camera đằng trước, đằng sau. Đấy, chân trôi người rơi luôn. Bây giờ mình sẽ thử cái camera selfie bạn xem luôn. Cái camera selfie này nói chung là mình thấy nó khá là vui vẻ. Đây, bắt đầu nha. Đây, đằng sau này, đằng trước này. Đấy, các bạn thấy không? Chân trôi người rơi luôn. Mình thì nhìn hơi béo một tí, nhưng dù sao đây cũng là một cái trải nghiệm mình thấy là tương đối hay và thú vị. Được nó luôn các bạn ạ. Một camera selfie mà mình nghĩ rằng ít ai ngờ nó đặt ở vị trí này. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ kho ứng dụng đầy nha. Tuy nhiên lưu ý một điều như mình đã nói, kho ứng dụng này nó rất bị hạn chế luôn, bởi vì máy này dành cho máy học sinh sinh viên mà. Chúng ta không thể cài được quá nhiều app. Bên Trung Quốc bạn biết rồi, họ rất là gắt trong cái việc làm sao để chúng ta cài app, bởi vì cài nhiều quá, thậm chí đến việc chơi game họ giới hạn mà, thì bảo sao là họ không cho cài game. Còn đi nói về phần thông số cấu hình đi. Cụ thể con CPU đây nhá, chúng ta sẽ là Helio A20 cũng như là trên tiến trình 12 nanomet. Còn những cái thông số như kiểu RAM ấy, các bạn sẽ có 3GB RAM nhé. Bộ trong phiên bản của mình sẽ là phiên bản 32GB, tất nhiên không quá nhiều đâu. Nhưng về cơ bản ấy, những trải nghiệm của mình rất rất là mượt luôn. Thậm chí mình có thể chơi PUBG Mobile luôn, mình sẽ cho bạn xem nhé.
vào được game nhá, tải được game rồi. Tiếc là mình chưa cài được Genshin Impact, chứ mình mà cài được Genshin Impact là mình chơi luôn các bạn xem. Nếu các bạn đang tìm một món đồ vừa hay vừa thú vị có thể mua ngay bạch tuộc, bởi vì đây là một sinh vật vừa có thể sống trên cạn vừa có thể sống dưới nước. Đã thế, tốc độ chạy vô cùng nhanh, chỉ thua tốc độ chia tay người yêu cũ của bạn. Đấy, và như bạn thấy cái giao diện của nó sẽ fit màn hình này nhá. Chúng ta vẫn có thể chơi bắt đầu start một cách bình thường luôn, tìm trận các thứ thoải mái. Tuy nhiên thì cái điều khiển của nó sẽ hơi khó một tí bởi vì cái màn hình này nó quá bé các bạn ạ. Nhưng dẫu sao thì mình thấy rằng đây vẫn sẽ là một trải nghiệm cực kỳ là thú vị luôn. Cá nhân mình rất ấn tượng mẫu máy này khi mình xem mấy video về nước ngoài. Thành ra mình đã quyết định mua nó về đây. Đấy, mình sẽ lại gần cho bạn xem cho rõ. Đấy, các bạn thấy không? Tất cả những phím ở đây chúng ta đều chơi được nhá. Ngoài chơi game ra thì như bạn thấy là nó cũng sẽ xem được YouTube qua một số ứng dụng đây. Tuy nhiên quá trình loát mạng của nó thực sự rất là chậm luôn. Và video các bạn xem ấy sẽ chỉ được là 360p các bạn nhá. Chúng ta sẽ không được xem những độ phân giải cao hơn. Tuy nhiên cũng có một cái hay đó thì là nó sẽ cho phép chúng ta picture in picture với ứng dụng này. Một điều mình thấy cực kỳ hay luôn. Nhưng mà các bạn thấy không? Đấy, đôi lúc nó la la giật này. Đấy, nhưng dẫu sao những trải nghiệm này mình thấy rất là hay luôn. Bây giờ chúng ta cùng nói phần khác nhá. Đó chính là viên pin em này đi. Cụ thể thì đây, nó vẫn hiện picture in picture này. Đấy, mình sẽ tắt nó đi. Ok, chưa tắt rồi. Ok luôn rồi. Và đây thì các bạn sẽ có viên pin 2150mAh nhá. Và sạc thì sổ cổng sạc Type-C. Thành ra các bạn có thể sạc bất cứ đâu luôn. Nói chung cái mẫu máy này mình sẽ còn rất nhiều điều để vọc vạch nữa. Và hôm sau mình sẽ chia sẻ kỹ hơn các bạn nhá. Với các bạn, đây là cái máy uẩy, trải nghiệm của nó thực sự rất là thú vị luôn. Nó khác bằng bọt hoàn toàn so với những mẫu máy thời điểm hiện tại. Mình thì cũng đã thử cài Arduino, tuy nhiên chưa chạy được nhá. Hôm sau thì cài được nhiều ứng dụng hay và thú vị hơn, mình sẽ chia sẻ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn bạn trong các video sau. Bye bye. Nhớ bấm like cũng là subscribe của kênh Phương Ngọc để mình mua những mẫu máy này về nhá. Chứ mua về tốn tiền quá các bạn.